Colorful, lively, and vibrant folk paintings, including Dong Ho paintings and Hang Chung paintings, have long been considered an important part of the traditional Lunar New Year festival here in Vietnam. In an attempt to preserve this unique beauty of the traditional Tết festival, young painter Xuân Lam has redrawn folk paintings in his latest project named Redrawing Folk Paintings, applying a special combination of drawing and graphic techniques. Our reporter had a chance to talk to him and learn more about this special project. Dancing Peacock, The Five Tigers, Carp. These folk paintings bring viewers both strange and familiar feelings. Just like those Dong Ho and Hang Chung paintings, but with more vibrant and brighter colors. They bring color and liven up this traditional Tết space in Hanoi. Those are traditional Tết paintings redrawn by young painter Xuân Lam. Trước hết xin cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình. Trong dự án lần này thì các tác phẩm của bạn vẫn giữ được những nét mộc mạc nhưng đồng thời cũng tạo ra sự mới mẻ và màu sắc thì khá là sắc nét. Vậy thì đây có phải là hiệu ứng của việc áp dụng đồ họa vào trong các tác phẩm tranh dân gian hay không? Tôi cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được đào tạo trong một môi trường cả về hội họa và đồ họa. Nếu bạn để ý kỹ trong bức tranh này thì bạn thấy là những cái mảng màu trong tác phẩm của tôi đều là những mảng màu chuyển, ví dụ như là từ màu đỏ sẽ chuyển dần sang màu cam, từ màu xanh lá đậm sẽ chuyển thành màu xanh lá nhạt. Đây chính là đặc trưng của cái đồ họa mà trong mỹ thuật thấy ít khi họ sẽ hiệu ứng ngay như này, nên là tôi nghĩ đây sẽ là một cái nét rất là đặc biệt trong các cái tác phẩm của tôi. Bạn đã dành suốt năm 2016 để thực hiện dự án vẽ lại tranh dân gian, cũng là dự án đầu tay của bạn. Bạn có thể chia sẻ thêm về ý tưởng đằng sau dự án này hay không? Trước về bản thân tôi thì tôi là một người khá là hoài cổ. Tôi thích nhà cũ, thích đi dạo trên những con phố cổ, thích nhìn những cái ngôi nhà với những cái cửa sổ bị loang lổ. Mà tôi cũng rất là thích nghe những bản hit của giới trẻ bây giờ. Nên là tôi nghĩ bản thân tôi là một cái sự hỗn hợp giữa cái cũ và cái mới. Cho nên tôi nghĩ tại sao mình không thử kết hợp chúng với nhau, kết hợp đồ họa với hội họa, kết hợp cái cũ và cái mới với nhau để tạo thành một thứ gì đó đặc sắc. Ý tưởng của dự án này đến rất là tình cờ. Tầm tháng 3, tôi có vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để tôi kiếm tư liệu hay là kiếm ý tưởng. Thì tôi có vô tình đi lạc vào cái khu tranh Đông Hồ này, tranh nhân gian này. Mà tôi cảm thấy choáng ngợp ấy, bởi vì có nhiều bức tôi chưa từng thấy bao giờ. Mà tôi cảm thấy là chúng kiểu hơi bị lãng phí, bởi vì có nhiều người họ không để ý đến những cái bức tranh này. Nên tôi nghĩ là hay là mình thử làm lại một cái bức tranh dân gian này theo một cái kiểu hiện đại. Và giờ đó tôi đang có một cái kiểu thử nghiệm mới. Nên tôi áp dụng nó lên bức tranh Ngũ Hổ, bức đầu tiên của tôi. Thì tôi là rất nhiều bạn bè và các thầy giáo của tôi ủng hộ ấy. A pencil, paper, and a special palette. His laptop. That is all Xuân Lam needed to complete his collection of 20 Dong Ho and Hang Chung paintings. All were drawn by pencil first, before being scanned and colored by a graphic technique. After being colored, these drawings were printed on canvas fabric, silk fabric, or burlap to maintain the typical roughness of traditional folk paintings. Xuân Lam had spent much time researching each picture, its structure and meaning. Là một nghệ sĩ trẻ và thực hiện dự án này một mình. Và ngoài ra thì tôi cũng được biết là bạn làm công việc thiết kế liên quan tới thời trang. Vậy thì chắc hẳn là bạn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này. Tôi nghĩ khó khăn nhất có lẽ là về thời gian. Vì tôi vẫn đi học và tôi làm full time cả ngày. Nên là cái việc thực hiện dự án này chủ yếu là vào giờ tôi ngủ. Mắt, mũi, nắt mắt phải làm việc cả ngày nên rất là mỏi. Tôi nghĩ tôi sắp bị cận mất rồi. Đó là vấn đề khi mà in ấn. Vì trong dự án này thì tôi có in trên vải gấm, có in trên vải toan, trên vải bố, in trên vải canvas, in trên 3 chất liệu giấy khác nữa. Và mỗi một chất liệu nó đều có một thông số phù hợp, chứ không chúng ta không thể bê thẳng cái file làm việc để in tất cả được. Nên là tôi phải mất rất nhiều thời gian để tôi căn chỉnh và in test thì mới ra được kết quả ưng ý. Trong các tác phẩm của dự án thì đâu là tác phẩm mà bạn tâm đắc nhất? Tác phẩm mà tôi yêu thích nhất đó là tất cả tác phẩm Ngũ Hổ và tác phẩm Gà và Hoa Hồng. Những bước đầu tiên tôi làm. Thực ra ban đầu, lý do ban đầu mà tôi chọn nó là bởi vì tôi rất thích cái tạo hình của chúng.
thích cái tạo hình của các nghệ nhân trong xưa, họ đã vẽ lên bức tranh đó. Bức tranh đầu tiên, bức Ngũ Hổ là bức đầu tiên làm, là bức lâu nhất vì cái gì đầu tiên làm cũng lâu nhất. Nhưng mà đây là bức mà tôi cảm thấy hài lòng nhất, bởi vì nó là mà mình được tìm tòi, và mình khi mà mình tìm ra một cái gì đó nó có vẻ ổn thì đấy là niềm động lực rất là lớn. Những bức tranh sau thì chúng hầu như là tôi đã nắm được các cách làm việc thì chúng sẽ dễ dàng hơn. After being displayed, the redrawing folk paintings collection truly impressed Hanoi audiences, especially youngsters. They probably did not think that traditional paintings could have such a modern look. Rất thú vị và cũng có một chút gọi là hơi bồi hồi, hơi nhớ về ngày xưa. Cái buổi triển lãm như thế này của những bạn trẻ thì mình thấy là kiểu đấy là một cơ hội tốt để cho mình gọi là có một chút cảm nhận gì đó về ngày xưa. Nhưng mà đúng là ở cái góc độ là một hơi thở của thời đại mới bây giờ. Yeah, very colorful. I find they're very like energetic. Seems like there's lots of action and movement. Trong dự án lần này thì bạn cũng đi vào khai thác tính ứng dụng của tranh dân gian. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này hay không? Hồi xưa thì các cụ của mình hay có truyền thống là mua tranh ra vào ngày Tết để tặng nhau, vì những bức tranh nó thường mang cái nội dung rất là tốt, chẳng hạn như là những cái lời chúc kiểu như là con đàn cháu đống, hay là tiền tài xuân xuê, hay là tình duyên. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là hay là thay vì mình tặng tranh thì mình có thể tặng nhau những cái quyển sổ, hay những cái lì xì, hay những quyển lịch, hay đơn giản là một cái túi, hay là một cái bộ áo chẳng hạn, thì nó cũng có thể coi là một phần nào sống lại các cái thói quen ngày xưa của ông cha mình. Vậy thì theo bạn, những họa sĩ trẻ cũng như những bạn trẻ đóng vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa cũng như nghệ thuật truyền thống của Việt Nam? Tôi nghĩ là mỗi người nên làm thứ gì mình thích. Và theo tôi cũng có khá nhiều bạn, họ vẫn luôn tìm tòi về các cái thứ truyền thống dân gian. Những người trẻ thì họ sinh ra trong một cái thế hệ hoàn toàn khác ngày xưa, họ sẽ có một cái quan điểm khác, tư tưởng khác. Họ cũng học tập được các cái thứ của văn hóa đại chúng của phương Tây. Đấy chính là cái ưu điểm của các bạn khi các bạn kết hợp chúng với cả các cái thứ văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Vậy thì trong thời gian sắp tới bạn có dự định tiếp tục các dự án khác liên quan đến nghệ thuật dân gian hay không? Trong thời gian tới thì tôi hy vọng là tôi sẽ có thể tìm hiểu thêm về các bức tranh dân gian này, về các làng Đông Hồ, hay là gặp trực tiếp các nghệ nhân hàng trống để nói chuyện, trao đổi thêm về kỹ thuật. Tôi cũng muốn quảng bá những sản phẩm này đến với công chúng nhiều hơn, vì mục đích chính của tranh dân gian ngày xưa là để phổ biến đến đại chúng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình. Xin cảm ơn.